Okay, yeah. Bạn nó. Chị tối nay Đức 70, 80 là con không thấy 80. Ok nha. Được. Tết rồi, trời ơi. Mình vẫn có cái Tết rồi. Ok nha mọi người. Trời ok nha mọi người. Okay, yeah, well,
Ok nha. Chết rồi, âm tiền rồi. Shopee. Đấy, đơn hàng đã được chương trình tới 20HNI Vinh Xuân. Tôi hiện đang kho này. Hả? Tôi đi qua kho mà. Head there. Okay, qua không phải sợ. Chích sườn. Chicken và sườn. Chicken mà thôi. Nói luôn sườn mất công anh lại bảo là lúc nào cũng chicken. Nên phải thay đổi ngay. Sườn từ năm ngoái đến năm nay rồi. Đúng rồi đó. Chanh cũng được. Mắm mè. Ngoan. Đang bụng em bụng đói là em sẽ ăn được. Tươi là mè. Cái mè mà dùng nổi lần trước anh dùng là chơi bốn đằng quay một thì đỡ thì đéo không được. Trời mình nhìn cho ai có tác dụng thì mày vệ sinh ghê. Tao lại trước. Quật mẹ thế nó chứ. Bố mày tố cáo rồi. Hành vi thiếu chuẩn mực. Cố ý thua trận. Tao lắm. Nhưng mày thì no. Yêu hộ mấy hồi sinh cho ta được phần nào. Ba 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 ba. No ba. Ca. Rồi. Đóng vào đi anh. Ô nhiễm không khí. Đấy anh mở cái đấy phát bên này gió nhiều lắm. Đóng vào đi anh. Anh mở cái đấy để gió đầu này nhiều lắm. Bao nhiêu ô nhiễm của chúng người này. Đấy,
nhưng mà chỉ bằng mấy đúng không? Hai mấy thôi. Ủa? Bây giờ một hai mấy chưa? Quay cả chiều có 21 giờ lên hai mấy rồi mà. Ai rồi, người có nhiều thời gian video khác hay. Ok. Hay, đây cũng được đi tắm đây. Resources here. Ok nhỉ. Thế trời. Mặc dù là sân này chỉ là ngồi như này thôi. Còn làm quay đâu. Thanks. Tám có được gội đầu đâu. Trời ơi. Về tắm cho à mọi người. Mình sẽ về tắm nhí. Ok. Đường dưa đi mọi người, không nói gì vô. Resources here. Bắn nó. Joy. Okay. Go ahead. Go. Help me! Joy. Đồ xin chắc luôn. Chưa? Không hay tính. Tại sao không đặt xe? Xe ở đây mà. Tôi có xe nào hết bên ghế đâu.
vừa xe nào cũng mất tầm 20 chỗ. Không. Mua là đổi liền nha. Thay vào đó chúng ta hay dùng cái có sẵn. Mưa lạnh không? Đến đây có lạnh không? Mưa rồi. Mưa cho bài đấy. Vấn đề là mưa mình mà gọi chúng nó vào để chúng nó bùng dễ lắm. Còn mưa quá thì tao lười. Bộ cũng nặng lắm. Còn một tên này dùng ít đi. Rồi, nhiều. Xảy lắm. Còn một tên này bọn quân đi về nữa. Trời ơi. Nó đông. Still on cooldown. Yo. Dạ. Em không xem video đấy à? Người ta giải thích là. Đang quá. Cũng còn có xem chồng ba người thì bắt phải luôn. Tốt rồi. Ủa. À. Mình sẽ tôi mọi người. No, anh giá lạp sườn nhé. Ok. Tốt rồi. Nhìn anh đứt tóc đi dài. Ok. Tóc anh chắc không dài. Không phải thế, chắn. Tốt rồi. Ui, nó bắn đi thì chịu. Ok. Ok, lại vừa sinh rồi. Ok nha mọi người. Nói đến là bức tranh của mình được các chiếc star đồng và sắc hoa tập thể ưu tiên đạo của mình đã thành sắc mùa em. Mọi người có thể tham khảo bức tranh của mình có một mọi người thì tự sẵn cả em với hai video tiếp theo. Ok. Rồi. Này vào trong này nhé. Bon thôi mất rồi, mất suy nghĩ rồi. Mặc dù đây vẫn có đồ nhưng nó xịn. Need equipment. Còn đồ hai hả?
Áp lực, áp lực. Đâu vậy? Tôi chịu rồi. Không biết nó bắn từ đâu sao đấy. Bỏ tay. Bỏ tay. Tại hạ xin giơ tay đầu hàng. Ok, lại phải đợi hồi sinh thôi. Đi đâu có số. Ô, dẹp đi. Tiệu. Bướm nhát đất. Ok nha mọi người. Ok nhé. Đang đợi hồi sinh và đồng đội cứ đứng ở mày chịu. Mình mỗi người giết một người. Tên này nó nhập đồ. Tên này nó bị cứu đồng đội. Tên này nó đi ngắm. Tốt rồi. Tốt rồi. Thanks. À, được tiền rồi. Ok mọi người. Okay.
lại phải đợi đồng đội gánh lên cấp 1 à? Khổ nhỉ. Không biết vàng nó không siêu mình vô. Nhờ đồng đội cần gì. Đúng là anh này thì khế. Đúng rồi nè. Chuẩn. Sai vào đâu. Ok, thôi em chịu thôi này đi mèo. Ở đây là dân đồng bắn nó đi dân. 2-2. Tức là còn thằng này ăn 2 này. Thanks. 2-2 này. Chồng căng này. 2 giờ. Bắn nhau rất sẵn lên là thua. Tốt rồi. Ok, tạm thời thôi nha. Tạm biệt mọi người nhé. Bếp bảo đời. Bếp bảo đời. Ok. Thôi, đến lúc này tạm biệt mọi người nha. Con thằng này định giờ cho gì bắn ra phải bỏ à? Không, anh ấy chọn lên đỉnh nhưng mà rất tiếc số hơi đen, căn tầm hơi dài, anh ấy đang bay thì mất 150 máu. Anh ấy ra được hồi sinh ở tay cam, tay cam sẽ hồi sinh và tiếp tục. Tay cam sẽ hồi sinh và anh ấy sẽ lật kèo của game này. Chết. Anh ấy vừa đắt đất xuống thôi là còn dưới 10 người chơi được sống trong trong game này nha. Anh ấy đang đi và hết để cái bên nhà từ cái nhà mình nhờ đồng này. Ok nha mọi người. Nhờ này. Ok. Anh dễ. Dễ dãi. Ok. Đây có phim súng ngắm hả anh em? Đi đâu cũng có súng ngắm luôn á. Cái gì vậy? Nó cầm MP40 kìa. Ê, sổ đến xem lại cho cháu được rồi. Lại đây. Trong game này bắn gần của sổ đấy đau lắm. Nó còn 2 khẩu MP40 rồi mà. Thế rồi. Thằng nào cũng cầm, thằng nào cũng cầm. Cứ hình dùng khẩu AKM hoặc là AKM giật vãi anh chứ. Phải lắc cái giảm giật vào. Nhận giật thôi. Rồi. Cái khẩu mình gì mà dùng đạn xanh ấy. Đấy chứ là khẩu sấy ấy. Mất tin có đạn xanh à? Không. Free Fire thì nó chỉ có một loại súng bắn, à mấy loại súng bắn thôi, nó có liên quan gì đạn. Ờ, ở bên PUBG nó có 3 loại đạn nha, một loại đạn xanh, đạn nâu, đạn cho khổ. Bắn đi, trời ơi. Ấy, bắn. Đi ra khủng nữa, không bắn. Bắn. Nó định bắn vào đầu để chết luôn. Nó chạy. Ý làm như vai. Gì ơi, em báo ít tôi kia. Đây đây, cơ hội yêu đứng yên nhiệt. Ui. Thế thua mà, tôi dưng lấy cái tung 2 sạp. Ờ, mà đánh tiếp một tung 2 nữa là đẻ được trứng rồi. Vãi. Hả? Ý là lời khen của game kiểu gì vậy? Cứng tí nữa là đẻ được trứng rồi hay sao? Ai biết. Sau khi mình đã thôi. Không biết nữa. Mình sẽ không bỏ mình chạy vô luôn ha mọi người. Mọi người ơi. Ui, mình vẫn nhận được bộ đồ là mình có rồi, phải lại. Ok, và mình xin chân nhé. Hay quá hả đi. Ui, tưởng chết. Wow. Chết. Không, có dùng video nữa. Nhiều video quá rồi.
Giờ chỉ có Free Fire tôm màu, mà tôm màu mình không lấy. Không. Hả? Hả hả hả? Ai thế nhỉ? Không thể tìm được chat. Ok, mọi người mình sẽ tôi ra một con mèo này bằng một cái nước biển đặc biệt. Xong mình sẽ xuống một chút một tí. Ok, mọi người. Ôi, okay, sao là ôi, sao là hôm nay là thứ mấy điểm? Cây à? Hôm nay là thứ 2, 3. Thứ 2, 2, 3. Thứ 4. Cây nuôi quá, cái mà em trồng cây nhiều lúc sẽ có.